Nước Nam hùng vĩ, xuất sinh bậc thánh nhân Trần Nhân Tông, vị hoàng đế anh minh chấn hưng Đại Việt, vị thiền sư lỗi lạc giác ngộ cho muôn dân, sự giáng sinh đã làm nên hào hùng dân tộc, muôn đời hậu thế mãi ngợi ca. Nằm trong chuỗi hoạt động đặc biệt nhân dịp đại lễ tưởng niệm 715 năm ngày Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, chùa Phúc Sơn, tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức lễ khai quang an vị tôn tượng Phật Ngọc Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Sau hành trình gần một tháng cung dước qua nhiều ngôi chùa tại miền Bắc, tượng Phật Ngọc Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông sẽ được tôn thờ vĩnh cửu tại tháp Phúc Sơn, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Sự kiện đặc biệt nhằm hồi hướng công đức lớn lao của Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhân ngày Ngài nhập Niết Bàn, nguyện cầu chư Phật gia hộ quốc thái dân an, đem niềm hỷ lạc đến với mọi người mọi nhà. Buổi lễ sẽ diễn ra vào 20 giờ thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023, tức ngày 3 tháng 11 năm Quý Mão, dưới sự chủ trì của Đức Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh và 500 chư tăng ni.